Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình một mảnh đất. Trên đất của mình là trồng toàn bộ cao su. Và lô đất của mình thì có hai mặt tiền, nằm tại ấp 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha. Mà đặc điểm chủ nhà của mình ấy, nói là không có, chủ nhà nói thẳng với bọn em là không có biết mặt tiền là bao nhiêu hết. Mà bây giờ cứ bán cái lô của mình là 2 tỷ 950. Thì khi mà chủ nhà đưa cho bọn em xem cái sổ thì em lấy tổng cái số tiền đó, em chia ra cái lô mặt tiền của mình là cực kỳ đẹp luôn nhé cả nhà mình ha. Lô đất của mình thì gồm có hai mặt tiền, là một bên là 182m và một bên là 110m lận. Thì em chỉ chia ra, em lấy số tiền đó em chia cho cái số mặt tiền lớn nhất là 182 thì chỉ rơi vào có hơn 16 triệu 1m thôi cả nhà. Nếu mà để nói chính xác là sẽ vào 16 triệu 200 1m đất. Mà trên đất của mình thì mình có sở hữu là toàn bộ là cao su với tổng diện tích là 18.201m2 và gồm có hai mặt tiền luôn. Dạ, đó là cái này là chủ nhà là không có tính mặt tiền nhé cả nhà mình ha. Thì cái này anh chị em đầu tư môi giới mình là mới nghĩ và tính ra để cho mình biết thôi. Chứ còn người dân thì người ta không có như mình ha. Thì bây giờ em sẽ xin phép giới thiệu về con đường cho quý cô bác anh chị mình xem. Và tí nữa em sẽ đi vào lô đất cho cả nhà mình tham khảo sau nha. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái ngã ba. Và cái ngã ba này sẽ có một con đường dẫn vào cái lô đất của mình mà em giới thiệu. Thì hiện tại là em đang đứng ngay cái khu dân cư và đường điện ba pha. Xe lớn, xe nhỏ đi vào được hết nha. Thì bây giờ từ cái hướng tay của em chỉ từ đây chạy đường DT759B. Mình di chuyển là hết 5km là ra tới con đường đó nha cả nhà mình ha. Và theo hướng tay của em từ đây mà chạy vào cái lô đất của mình á, ý là em đo cái 5km là từ cái lô đất của mình á nha cả nhà mình. Thì từ đây vào cái lô đất của mình á, chỉ có vài trăm mét nữa thôi ha. Chạy thẳng con đường này là sẽ vào tới cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình. Và cái con đường của em giới thiệu với cả nhà mình á, mà chạy ngang qua cái lô đất nhà mình là chạy được xuống khu trung tâm của thị trấn Thanh Bình mình luôn nha. Đó. Và cái miếng đất của mình thì cực kỳ đẹp, sổ cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà trên sổ của mình á, thì chỉ hiển thị có một con đường nhé cả nhà. Vì sổ là chủ làm lâu rồi nên là không có hiển thị con đường thứ hai. Bây giờ nếu mà mình mua mà sang tên đổi chủ, mình nhờ địa chính là làm thêm con đường vào cho, ý là hiển thị cái con đường thứ hai là sẽ hiển thị liền ha. Đó, và con đường này là con đường cũng dẫn ra đường thôn tư, đường nhà thờ, cũng rơi vào vị trí là 5km ha. Thì em cũng xin được phép nhắc lại cái lô đất em giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp 7, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Tính ra cái mặt tiền là chỉ có hơn 16 triệu 1m nhé cả nhà. Nếu chính xác nhất là 16 triệu 200 ha. Và cái hướng lô đất của mình là hướng Tây Bắc. Thì mọi thông tin chi tiết quý cô bác anh chị mình xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393717 nha. Đây cũng là số điện thoại và số Zalo của em ha. Thì bây giờ cả nhà cùng theo chân em đi vào cái lô đất để em giới thiệu và quay tỉ mỉ cho quý cô bác anh chị mình tham khảo tiếp nha. Sẽ trực tiếp đi thẳng vào cái lô con đường đất để mà mình đi vào cái lô giấy em giới thiệu với cả nhà mình nha. Cả nhà chịu khó theo dõi xíu nha, nó hơi xa nhưng mà em sẽ cho cả nhà mình xem trực tiếp luôn.
đây là xe lớn, xe nhỏ, đường điện 3 pha là ngay trên đầu mình luôn nhé cả nhà mình. Và cái lô đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là cái mặt tiền như em đang đi này luôn ha. Dạ đây nhá quý cô bác anh chị mình ha. Hiện tại thì em đã tới cái lô đất mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình là nằm tại ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Với tổng là có hai mặt tiền, một bên là 110 và một bên là 182. Nhưng mà chủ nhà mình thì không tính mặt tiền. Chị bán, chủ nhà cứ nói với em chị biết bán là cứ 2 tỷ 950 bao sổ sách cho mình thôi ha. Thì quý cô bác anh chị em mình ai thiện chí liên hệ với em sẽ trao đổi trực tiếp với em, hoặc là em dắt vào cho mình gặp trực tiếp chủ để có thể là mình tham khảo về giá cả của chủ luôn ha. Thì hiện tại là em đang đứng ngay trên cái mặt tiền là 182m, thì em sẽ đi hết cái mặt tiền 182m và tí nữa em sẽ đi sang cái mặt tiền là 110m ở ngay bên hông đây cho quý cô bác anh chị em mình xem ha. Thì cái lô đất của mình là trên đất cũng như em đã nói là trồng toàn bộ bằng cao su nha cả nhà mình ha. Cái đất này em cũng không hiểu sao mà múc líp, chứ thực tế xung quanh không có ai múc líp hết cả nhà mình đó. Mà bây giờ là tính theo cái mét mặt tiền của mình á, em chia ra là chỉ có 16.200.000 một mét thôi cả nhà. Và con đường này á, em test thông tin khu vực lên là có thể phun được thổ cư nhé. Và cũng như ban đầu em giới thiệu, con đường này là sẽ dẫn trực tiếp ra trung tâm thương mại, ra thôn 1 và ra trung tâm thương mại, khu hành chính của huyện Bù Đốp mình. Đó, chị rơi vào bán kính là cũng chỉ có 5 km thôi ha. Mà con đường này là sau này là sẽ đổ nhựa chứ không phải là đổ đường đan nha quý cô bác anh chị mình ha. Thì trong cái quá trình em quay, quý cô bác anh chị ai thiện chí với lô đất thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Đây cả nhà mình ha, em đứng đây em sẽ quay bao quát tổng quát cái lô đất mà em giới thiệu với cả nhà là gồm 18.200m2 để cho quý cô bác anh chị mình tham khảo nha. Cao su đang cạo mặt, mặt này là mới mặt bê thôi cả nhà mình ha. Đó, nên là cực kỳ đẹp luôn. Cái này em sẽ đi hết mặt tiền thì nó sẽ bị ảnh hưởng thời gian, nên quý cô bác anh chị mình chịu khó theo dõi để mình xem được chi tiết cái mảnh đất mình muốn xem nha. Em đứng thế nên nói chung là cả nhà mình quan sát là cái khu vực ở đây á, cái lô cao su mà đang cạo mặt B là lô của mình, còn giáp danh với cái lô của mình là lô cao su non. Cái này mà em chạy xe là đỡ làm mất thời gian của quý cô bác anh chị mình này. Và em cũng xin phép nói rõ là cái lô này là múc líp hết cả lô nhé cả nhà mình ha. Nhưng mà cái mặt tiền này á, tính trung bình xung quanh đây là ai cũng đang bán dao động lại thấp nhất là 25 triệu một mét rồi. Nếu mà mình tính so với cái mặt tiền là quý cô bác anh chị mình đang được lệch cả 9 đến 10 triệu một mét. Đó. Đã đây em đã gần đi hết cái mặt tiền cho quý cô bác anh chị mình xem. Nếu mà cái cao su này nếu mà vào mà quý cô bác anh chị mình mà muốn đầu tư thì hay là muốn cưa thì ít nhất cái cây này bây giờ mình bán bèo nhất cũng được 500-600 triệu cái chỗ cái cây này thanh lý rồi ha. Bên em thì sẽ hỗ trợ từ bên cây cối và bên đất đai, sổ sách của mình luôn. Dạ đây quý cô bác anh chị mình nha, em đã đi tới cái ranh giới của cái miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là 18.200m2. Đây em đứng thế này em quay lên cả nhà mình quan sát giúp em là cái mặt tiền cực kỳ là thẳng luôn. Đó, nhưng mà có cái điểm này là cái mặt tiền này là vừa mới mở cách đây 4 năm nhé cả nhà mình. Thì hiện tại cái mặt tiền này là không có hiển thị trên sổ. Nhưng mà cái mặt tiền mà 110m trên kia mới có hiển thị trên sổ. Thì cái này em có hỏi qua anh địa chính là anh ấy bảo là sẽ có hiển thị trên sổ cái mặt tiền này ha. Tại vì bây giờ cái mặt tiền 110m là dân không có đi, mà đi chủ yếu là đi cái đường chính bây giờ là 182m mặt tiền này nha quý cô bác anh chị mình.
Thì bây giờ em sẽ tạm ngưng để em đi lên tới 110 mét mặt tiền trên kia cho quý cô bác anh chị mình tham quan cái mặt tiền 110 mét trên kia luôn nha. Dạ thì như lúc nãy em nói là em sẽ đi lên cái mặt tiền 110 mét có hiển thị trên sổ giới thiệu cho quý cô bác anh chị mình xem. Thì đây là cái con đường mà 110 mét có hiển thị trên sổ này cả nhà. Thì bây giờ là trên thông tin quy hoạch của Bình Phước mình là con đường hiện tại với 182 mét này là sẽ hiển thị, nếu mình làm lại sổ mới là có hiển thị trên sổ nhé cả nhà mình ha. Còn con đường mà 110 mét có hiển thị sẵn ở trên sổ, bây giờ là nó không có được lớn như con đường đường kế bên nữa nha. Nhưng mà đường này thì đã được hiển thị trên sổ. Đó, sâu xuống một bên là 115 mét là ngắn nhất nha cả nhà mình ha. Thì trên cái mảnh đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình nhé, là đây cả nhà mình cao su này đang cạo mặt B nha. Đó, bán với giá là chỉ có 2.950.000.000 chủ bao sổ sách cho mình. Thì em chia trung bình cái mặt tiền ra là chỉ có 16.200.000 một mét cả nhà mình. Với hiện tại cái thị trường đất đai bây giờ mình kiếm được một lô đất thực tế trên đất của mình có nguồn thu chính và mặt tiền rộng dài mà chỉ có 16.200.000 là giá ngộp nha. Thì em cũng mong quý cô bác anh chị ai thiện trí xin liên hệ với em qua số điện thoại là 032 9393 717. Cái này thì em cũng xin phép mình nhanh tay thì còn ha. Chứ cái mặt tiền đất thế này bây giờ là rất chi là nhiều nhà đầu tư mình mua vào mình có thể phân lô, phân nền. Đó, và cái mảnh đất của mình thì em test thông tin khu vực là full được thổ cư nha quý cô bác anh chị mình ha. Thì nãy giờ em cũng quay đầu đuôi của cái miếng đất tại ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho quý cô bác anh chị mình xem. Miếng đất của em mà di chuyển từ thành phố lên trên miếng đất là hết 170 km. Từ Bình Dương mình di chuyển lên là hết 120 km. Mình đi theo quốc lộ 13 là đi từ Bến Cát, Trân Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Là miếng đất của em nằm tại ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đó, còn mình đi theo quốc lộ 14 là mình đi từ Đồng Xoài lên đến Phước Bình, Đa Kia, Bù Gia Mập, Thanh Hòa. Và miếng đất của em cũng nằm tại ấp 7 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, với tổng diện tích là 18.200 m², có hai mặt tiền, một bên là 182 m, một bên là 110 m, và bán với giá là chỉ có 16.200.000 1 m mặt tiền chiều ngang nha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian qua. Anh chị em cô bác ai thiện chí muốn mua lô đất này thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại hoặc là qua Zalo, em sẽ gửi thông tin sổ sách cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Thì đến đây em cũng xin phép tạm dừng video tại đây.